Rất vui được gặp lại quý anh chị trở lại kênh của em. Hôm nay em xin giới thiệu quý anh chị có một thửa đất 3.600 m² tại ấp Trung, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đất mình thì mặt tiền ngang là 25 m nha anh chị. Sâu vào thì 142 m. Đất của mình thì hiện trên đất thì đang trồng ổi nha anh chị. Đó, ổi nha anh chị. Và hệ thống tưới tiêu đầy đủ. Nó để em quay tổng quan mảnh vườn ổi cho quý anh chị cùng xem thửa đất này nha. Đây, đất này đang trồng ổi nha anh chị. Đang cho trái rất là nhiều. Thì đất mình thì trước nó có một kênh, con kênh và con lầu nhựa. Rất thích hợp cho quý anh chị nào rất nhà nghỉ dưỡng làm vườn nha. Thì đất mình cách đốc lộ 1A khoảng tầm 500 m thôi nha quý anh chị. Đất mình thì có hàng rào hết rồi xung quanh. Đó, để em quay cho quý anh chị xem thửa đất này nha. Thì đất mình hiện đang trồng ổi thôi. Nếu chị nào thích mảnh vườn này thì cứ liên hệ về số điện thoại của em. Em sẽ dẫn cho quý anh chị xem cái thửa đất đang trồng ổi này. Với giá chính chủ kêu bán 3.600 m² này là giá 3.3 tỷ nha quý anh chị. Đó, đất mình rất là đẹp, chuông nhất, không màu mã gì nha anh chị. Ổi trái rất là nhiều nha anh chị. Nếu anh chị nào thích những mảnh vườn như vậy thì cứ liên hệ về em. Em sẽ dẫn cho quý anh chị cùng xem nha. Đất mình thì cách quốc lộ 1A thì khoảng tầm 1 km thôi nha anh chị. Cách chợ trường học thì khoảng 5 phút thôi. Đó, để em đi tổng quan mảnh vườn cho quý anh chị cùng xem. Nếu quý anh chị nào có thắc mắc thì để lại bình luận bên dưới. Em sẽ là người trực tiếp tư vấn miễn phí cho quý anh chị nha. Đó, thì ổi mình trái thì rất là to. Đây, em đang cho quý anh chị cùng xem cái vườn ổi này nha. Trái rất là nhiều nha quý anh chị. Đó, em xin nhắc lại, miếng đất này thuộc ấp Trung, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Với diện tích đất là 3.600 m² là 306 nhà quý anh chị. Thì với giá chính chủ kêu bán là giá 3.3 tỷ. Gặp chính chủ thương lượng nha quý anh chị. Để em di chuyển ra con lộ phía trước cho quý anh chị cùng xem. Thì trước đất mình thì nó có một con kênh. Thì con kênh xong mới tới lầu nhựa nha quý anh chị. Thì đất ở đây thì về đây là các nhà nghỉ dưỡng, xe hơi 16 chỗ đến 30 chỗ đều tới đất nha. Đó, trái rất là nhiều nha anh chị. Nếu quý anh chị nào có thắc mắc thì cứ để lại bình luận bên dưới, em sẽ tư vấn miễn phí cho quý anh chị nha. Nó rất là đẹp nha anh chị. Em cũng thích mảnh vườn giống như vậy mà tại không có tiền mua nha anh chị. Này, mình về đây mình cất nhà nghỉ dưỡng rồi rất là ok. Đó, đây hệ thống tưới tiêu mình đầy đủ luôn. Mình về đây á, thì mình chỉ chăm sóc thôi, mình không hề làm gì nha quý anh chị. Đó, về đây thì mình chỉ tưới tiêu hoặc là mình trồng các loại cây ăn trái khác. Mảnh vườn của mình về đây rất là đẹp nha anh chị. Đất rất là vuông vức. Thì xe hơi mình tới đất luôn. Quý anh chị có nhà ý muốn xem đất thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình, em dẫn cho quý chị xem nha. Và anh chị đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh của em, để em quay những video về mảnh đất vườn ở Tiền Giang cho quý anh chị cùng xem nha. Đó, đất mình rất là đẹp. Đó, rất là đẹp nha anh chị. Đất của mình thì có 5 líp ổi. Thì ổi của mình thì đang cho trái luôn. Thì về đây mình cất nhà và mình nghỉ dưỡng ở đây luôn nha anh chị. Thì đất mình thì cách quốc lộ A thì khoảng 1 km thôi. Rất là thuận tiện cho những anh em ở thành phố về đây cất nhà nghỉ dưỡng. Đó, đây là cái hệ thống mình tưới tiêu nha anh chị. Mình bật cù dao lên thì mua tưa sẽ tự động tưới cho mình thôi.
Đó, để em đi di chuyển qua bên đây, qua clip bên đây cho quý anh chị cùng xem nha. Thì đất, hiện trạng đất mình thì có là 5 clip nha quý anh chị. Đó, đất mình thì rất là đẹp. Để em di chuyển qua clip thứ hai cho quý anh chị cùng xem. Đó. Đó. Đất mình rất là đẹp nha anh chị. Mình vườn ổi gốc trái rất là nhiều anh chị ơi. Thì về đây mình làm vườn mình nghỉ dưỡng thôi. À, để em đi từ từ nha, cho quý anh chị xem. Thì đất mình rất là rộng, tới 3.6 lận. Đó, rất là đẹp nha anh chị. Để em đi vòng qua đây để cho quý anh chị tham khảo rõ hơn nha. Thì đất mình thì nó có 5 clip rất là rộng. Hoa anh chị rất là đẹp nha anh chị. Ổi gốc trái rất là xum xê. Nó chủ thì đã làm hàng rào xong hết rồi. Chứ anh chị cứ vào nghỉ dưỡng làm vườn là xong anh chị. Thì hệ thống thì có đầy đủ hết nha anh chị. Nó để em đi qua đây quay lên cho quý anh chị xem rõ hơn. Đó. Đây là giáp ranh của mình. Đây là giáp ranh đất của mình nha quý anh chị. Ở đây thì giữa đất vườn người ta thì cũng trồng ổi không à quý chị ơi. Ổi dừa. Anh chị ổi rất là nhiều nha anh chị. Nếu quý anh chị nào có thích mảnh vườn này thì anh chị cứ nhắn tin hoặc để lại bình luận bên dưới. Em sẽ dẫn cho quý chị xem thửa đất này nha. Thì ở đây thì các nhà nghỉ dưỡng làm vườn thì rất là ok. Ở đây mình về thanh bình nha anh chị. Đó, để em đi di chuyển trở lại rồi em sẽ dẫn cho quý anh chị ra xem con lộ lộ Nguyễn Thị Còn nha quý anh chị. Thì con lộ nhựa. Đó, tại em đi việc di chuyển vào đây rất là khó khăn. Nên em quay từ từ cho quý anh chị cùng xem nha. Thì giá chính chủ kêu bán là giá 3 tỷ 3, 3.600 mét vuông. Đây. Đó, để em quay tổng quan mảnh vườn cho quý anh chị xem rõ hơn. Để cho quý anh chị không mất thời gian. Để cho quý anh chị xuống xem thực tế hơn nha. Đó, ổ cháy rất là nhiều. Để em di chuyển ra con lộ phía trước cho quý anh chị cùng xem. Em xin nhắc lại, miếng đất này thuộc ấp Trung, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, với diện tích đất ngang là 25m, sâu vào 142, với giá chính chủ kêu bán là 3 tỷ 3 nha quý anh chị. Còn thương lượng với chính chủ là đất này diện tích là 3.600m2. Đó, em đang di chuyển ra con lộ cho quý anh chị xem. Thì đất mình thì nó có trước đất thì có con kinh rất là thuận tiện nha anh chị, mát mẻ nha anh chị, rồi xe mình về tới chỗ luôn. Nó ổi rất là nhiều. Nó đang di chuyển ra con lộ cho quý anh chị cùng xem. Đó, anh chị rất là đẹp nha anh chị. Nó rất là đẹp. Thì nếu anh chị nào có nhà ý muốn xem đất này thì cứ liên hệ với em nha. Đất hình thì cách quốc lộ A thì khoảng 1 km thôi. Đó, em đang di chuyển gần tới con lộ nhựa của Nguyễn Thị Còn anh chị, đường ra cầu gỗ của anh chị. Đó, để em di chuyển qua bên đây cho quý anh chị xem rõ hơn nha. Thì đất mình thì có hàng rào xung quanh hết rồi. Đây là hàng rào mình đã làm hết nha anh chị. Thì trước đất mình thì có con kinh nha anh chị. Rồi bên kia là con lộ nhựa. Đây, trước đất mình thì có một con tiêu rất là mát mẻ nha anh chị.
Rồi bên kia là một con lậu nhựa. Xe 16 chỗ đến 30 chỗ rồi đều được nha quý anh chị. Đó, để em quay tổng quan cho quý anh chị xem nha. Đó. Vừa bánh dùm ở đây. Đó, rất là đẹp nha anh chị. Đó, rất là đẹp. Đó, rất là đẹp nha anh chị. À, tại vì chủ ở xa kẹt tiền nên cái bán gấp. Nếu quý anh chị nào có nhã ý muốn xem đất này thì cứ liên hệ, em sẽ là người dẫn cho quý chị xem thửa đất này nha. Hoặc quý anh chị để lại bình luận bên dưới, hoặc là tin nhắn, em sẽ tư vấn miễn phí cho quý anh chị. Đó, em quay qua đây là giáp ranh của mình nha. Đây là có cái motor mình tưới luôn nha anh chị. Đây là cái motor gia chủ để lại cho mình luôn, điện nước đầy đủ luôn nha anh chị. Đây motor nha anh chị, motor chỗ này thì mình tưới hết các hệ thống kiều ngõi này luôn. Để em di chuyển ra phía trước ra con lộ nhựa cho quý anh chị cùng xem nha. Đó, em di chuyển ra phía trước cho anh chị xem. Đó, để em ra lại cho anh chị. Tại vì gia chủ chưa đưa chìa khóa nên em đi nhờ. Đó, bên đây ra cho anh chị xem thửa đất cho kỹ hơn. Em đi nhờ qua bên nhà người khác nha quý anh chị, để di chuyển ra con lộ cho quý anh chị xem nha. Đây thì mình mua miếng đất này thì mình bắt cầu giống như vậy nha anh chị, giống như vậy qua đất mình. Thì đây là con lộ nhựa của mình. Đây là con lộ nhựa mình trên miếng đất mình, cách một con sông nha quý anh chị. Đó, để em quay cho quý anh chị xem lại thửa đất nha. Thì tại em đi vòng qua bên đất người ta nên em quay lại cho quý anh chị xem rõ hơn. Đây là trước đất của mình nha. Đây là cái vườn ổi bên mình nãy em đang ở bên đó quý anh chị. Đây là cái vườn ổi của mình. Thì trước đất mình thì có một con kênh. Con kênh thì đây là một lò nhựa nha anh chị. Đấy, đây là con lò nhựa xe 16 chỗ đến 30 chỗ đều tới đất nha. Đó, để em quay tổng quan cái miếng đất cho quý anh chị xem để quý anh chị nắm rõ hơn nha. Đây thì cái miếng đất đó hồi nãy em ở bên đó thì giờ em quanh đây để cho quý anh chị hiểu rõ hơn thửa đất như thế nào. Nếu quý anh chị nào có thắc mắc thì cứ để lại bình luận bên dưới, em sẽ tư vấn cho quý anh chị nha. Em xin kết thúc video. Hẹn quý anh chị lại phần video tiếp theo.